Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bật ập đến bất ngờ, tài lộc về như thác lũ, trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước năm sự thật về cuộc đời tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, ung dung bước qua vận hạn, đón thời giàu sang, tài lộc viên mãn, được hưởng phúc lớn khi về già. Quý bản mệnh Quý Sửu thân mến, Đức Khổng Tử từng giảng trong Luận Ngữ, từ sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên, nghĩa là sống hay chết đều có số mệnh, giàu sang phú quý đều ở trời. Sinh tử, phú quý, nghèo hèn của một người phần lớn là do trong vận mệnh của họ được thiên thượng ban tặng. Những sự thăng trầm của vận mệnh, những lo toan bộn bề của cuộc sống nhiều lúc khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Đời người 10 phần thì 8, 9 phần không như ý. Không ai là thuận buồm xuôi gió, ai cũng sẽ gặp phải mưa gió trong hành trình cuộc đời, khiến cuộc đời nhiều thêm phần u ám, thiếu đi phần ánh sáng. Nhìn dòng sông dài của lịch sử, chúng ta chỉ như một giọt nước trong biển cả mênh mông. Đời người có biết bao tiếc nuối và không như ý, tất cả đều do số phận âm thầm đưa đẩy sau lưng. Nếu vận mệnh có vai trò quan trọng như vậy trong kiếp người, vậy chúng ta nên làm thế nào để biết được số mệnh của mình? Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ về năm sự thật động trời, cuộc đời tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, chưa ai từng tiết lộ. Quý anh chị tuổi Quý Sửu, nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình thì hãy để lại lá số tử vi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý anh chị trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông để được cập nhật những video hay và hữu ích về tuổi của quý anh chị. Không để anh chị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết. Tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, mệnh tan đố mộc, tức gỗ cây dâu, thuộc hành mộc. Mệnh mộc đại diện cho sự sinh trưởng và phát triển của thực vật. Mộc được xem là nguồn năng lượng xanh không thể thiếu trong tự nhiên. Có mộc mọi thứ mới có sức sống, có năng lượng để sinh sôi nảy nở. Người tuổi Quý Sửu được hộ mệnh bởi Phật ban phúc, Bồ Tát phổ hiến, Phật ban trí, Bồ Tát văn thù, Phật hộ mệnh, Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật bảo hộ, Hư Không Tạng Bồ Tát. Mệnh tương sinh, quả và thủy. Mệnh tương khắc, kim và thổ. Nam mạng cung ly, hành quả, thuộc đông tứ mệnh. Nữ mạng cung càn, hành kim, thuộc tây tứ mệnh. Người sinh năm 1973 thuộc mệnh mộc. Do vậy người tuổi này luôn được khuyến khích sử dụng các tông màu thuộc hành bản mệnh, hành mộc, hành tương sinh, hành thủy, và nên hạn chế ứng dụng các màu sắc thuộc hành kim trong quá trình lựa chọn vật dụng cho bản thân. Màu bản mệnh: xanh lục, xanh lá cây. Màu tương sinh: xanh nước biển, xanh dương. Màu kỵ: trắng, tám, y. Kết hợp được với người có phong thủy tương sinh, tương hợp với bản mệnh, người sinh năm 1973 sẽ có nhiều cơ hội để phát triển công việc kinh doanh, con đường sự nghiệp của bản thân. Đó là chưa kể khi tính tình hòa hợp sẽ còn giúp đôi bên có thể cộng tác lâu dài và cùng nhau tiến đến nhiều cột mốc thành công trong tương lai. Theo thiên can, tuổi Quý Sửu tương hợp với can Mậu. Theo địa chi, tuổi Quý Sửu tam hợp với tuổi Tỵ và Dậu, lục hợp với Tý. Theo niên mệnh, nam và nữ sinh năm 1973, mệnh mộc, thủy sinh mộc, mộc sinh quả, nên sẽ hợp với các tuổi sau. Người mệnh mộc,
Mậu Thìn, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Mậu Tuất, Nhâm Tý. Người mệnh quả: Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi, Mậu Tý. Người mệnh thủy: Quý Hợi, Nhâm Tuất, Ất Mão, Bính Tý, Giáp Dần. Trong làm ăn hợp với các tuổi Ất Mão 1975, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Mùi 1979. Trong hôn nhân hợp với các tuổi Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971, Quý Sửu 1973. Hướng nhà tác động ít nhiều đến quá trình khai thông vận khí của gia chủ tuổi Quý Sửu. Một khi đã chọn được hướng hợp phong thủy để xây nhà, xây dựng địa điểm buôn bán, người sinh năm 1973 sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ được vận may trong chính những hoạt động hàng ngày. Hướng tốt cho tuổi Quý Sửu: Nam Mạng, sinh năm 1973, cung Ly, Đông Tứ Mệnh, hợp với các hướng thuộc Đông Tứ Trạch. Hướng Đông, sinh khí, vận khí được khai thông, cuộc sống gia đình gặp nhiều may mắn. Hướng Bắc, Diên Niên, Bách Niên Giai Lão, con cháu thuận hòa. Hướng Đông Nam, Thiên Y, gia đình mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi. Hướng Nam, Phục Dị, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua, dự định nào cũng tất thắng. Hướng tốt cho tuổi Quý Sửu: Nữ Mạng, sinh năm 1973, cung Càn, Tây Tứ Mệnh, hợp với các hướng thuộc Tây Tứ Trạch. Hướng Tây, sinh khí, sự nghiệp hanh thông, đại cát đại lợi. Hướng Tây Nam, Diên Niên, cuộc sống phồn vinh, gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hướng Đông Bắc, Thiên Y, bệnh tật thuyên giảm, tài vận khởi sắc. Hướng Tây Bắc, Phục Dị, gia đạo bình an, được hưởng phúc đức từ ông bà, tổ tiên. Hướng xấu, người tuổi Quý Sửu cần tránh. Nam Mạng, hướng Tây Bắc, tuyệt mệnh. Hướng Tây, ngũ quỷ. Hướng Tây Nam, lục sát. Hướng Đông Bắc, họa hại. Nữ Mạng, hướng Nam tuyệt mệnh. Hướng Đông, ngũ quỷ. Hướng Bắc, lục sát. Hướng Đông Nam, họa hại. Người sinh năm 1973 nên ưu tiên lựa chọn biển số xe, số điện thoại có các chữ số sau đây, bởi theo quan niệm tử vi, những con số này được cho là sẽ mang lại tài lộc, giúp giải vận cho những chủ nhân mệnh mộc sở hữu chúng. Nam Mạng hợp các số 1, 3, 4, 9. Nữ Mạng hợp các số 6, 7, 8. Tổng quan tử vi cuộc đời của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 theo từng phương diện. Về tính cách, những người sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, cụ thể là tan đố mộc, tức gỗ cây dâu. Cũng như các nạp âm khác của mệnh mộc, người mệnh tan đố mộc có tấm lòng nhân ái, hiền và thiện lương. Tính cách rộng rãi, mềm dẻo, có lối suy nghĩ và ứng xử đậm chất nhân hòa là đặc trưng của người mệnh này. Với họ thì chữ nhân là cái gốc để tu thân và lập nghiệp. Nguyên tắc phương châm sống này cũng đã trở thành bất di, bất dịch, xây dựng nên người mệnh tan đố mộc có nhân cách tốt đẹp và cao quý vô cùng. Cũng vì vậy mà họ nhận được sự ủng hộ và niềm tin của nhiều người. Tuy nhiên, nhược điểm của mệnh này là dễ bị thị phi, dễ dính vào tranh luận, cãi giả, dễ bị hiểu lầm và mang tiếng xấu. Bù lại, hầu hết người mệnh tan đố mộc rất có tài, đặc biệt có khả năng làm những việc liên quan đến công tác xã hội, chính trị. Nếu có mệnh lớn làm nên đại sự thì đất nước được nhờ. Bản mệnh cũng rất giỏi giao tiếp, nắm bắt được suy nghĩ của người khác, có lối suy nghĩ và ứng xử khéo léo vô cùng. Người này hiểu sâu, biết rộng, thấu hiểu sự đời, không lo chuyện bao đồng, cũng không vướng phải những rắc rối không đâu. Họ có đường tài lộc khá tốt, tiền vận tài khí chưa tụ, nhưng tới chung vận thì vận khí dần tốt lên, có cơ hội phát tài, hậu vận tốt đẹp, gia nghiệp đã thành. Họ thông minh, có hợp thức, có tài năng về kỹ thuật và nghệ thuật, thích hợp làm học giả, giáo viên, bác sĩ. Người này không dựa được vào gia đình mà tay trắng lập nghiệp, vợ chồng có thể bạch đầu giai lão, con cái thông minh, tài giỏi. Sinh vào mùa xuân, mùa hạ thì không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Sinh vào mùa thu mùa đông thì phúc thọ mãn đường. Sinh ban ngày thì được lộc, sinh ban đêm thì hưởng an lạc. Người sinh năm 1973 không trầm tĩnh như người tuổi Tân Sửu, không mạnh mẽ như người tuổi Ất Sửu, nhưng vẻ ngoài của người tuổi Quý Sửu toát lên khí chất
nho nhã, thanh cao và luôn gây được thiện cảm với người xung quanh. Người tuổi Quý Sửu vốn không sôi nổi, nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ có chí tiến thủ, nhưng không quá tham vọng với quyền lực như người tuổi Sửu mệnh hỏa. Trong công việc, họ cẩn trọng, biết tiếp thu ý kiến của người khác, có tinh thần cầu thị. Có thể nói con người họ giống như tính chất của hành mộc, luôn dương lên tươi xanh và cân bằng, chan hòa sức sống. Người tuổi Quý Sửu mệnh mộc có tinh thần hợp tác và biết cách tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cũng có không ít người tuổi Quý Sửu mệnh mộc khá thông minh, nhanh nhẹn. Họ biết tận dụng mọi cơ hội khi có thể để biến lý tưởng của mình trở thành hiện thực. Cuộc đời của người quý tuổi Sửu mệnh mộc tuy có gặp khó khăn, nhưng họ đều biết cách vượt qua để tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Người tuổi Quý Sửu cũng là người có nguyên tắc. Một khi đã nhận ơn của ai thì họ nhất định không bao giờ quên. Trong cuộc sống thì họ cũng là người nghĩa khí. Dù lúc vinh quang hay khó khăn, người này đều sẵn sàng giang tay giúp đỡ anh em, bạn bè và những người thân yêu xung quanh mình. Về mặt sự nghiệp, dưới lớp vỏ sâu lắng là một tuýp người rất bản lĩnh và kiên cường, sẽ không ngoa khi cho rằng người này sinh ra để trở thành nhà lãnh đạo quản lý. Nếu biết cách nắm bắt thời cơ trong giai đoạn tuổi tứ tuần thì cuộc sống về sau rất viên mãn. Trong công việc, họ cũng là một nhân viên năng nổ, tháo giác, luôn đạt thành tích cao. Người tuổi này cũng đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Chính vì vậy mà tuổi Quý Sửu luôn là tấm gương sáng, được mọi người quý trọng và để phục. Người tuổi Quý Sửu thường có lối ứng xử khôn khéo. Họ luôn biết cách tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, dựa vào đó để tiến hành công việc của mình một cách thuận lợi. Tuy nhiên, những người này lại tỏ ra thích hợp với những công việc mang tính cá nhân hơn là tập thể. Các công việc có tính chất ngoại giao hay tư vấn cũng đều phải phát huy sở trường của người tuổi Quý Sửu. Đây là môi trường và mảnh đất giúp tuổi này phát huy được hết điểm mạnh của mình. Lĩnh vực xây dựng, nội thất, kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, thực phẩm, hải sản, đi thuyền đều phù hợp với người tuổi Quý Sửu. Nghề nghiệp hợp với người tuổi Quý Sửu bao gồm nội thất, kiến trúc, nghề mộc, nhà hàng, quán ăn. Đặc biệt người tuổi Quý Sửu cũng rất hợp với những nghề liên quan đến kinh doanh như quán xá, thủ công mỹ nghệ, chăn nuôi thủy hải sản. Ngoài ra cũng rất khôn ngoan, phù hợp với các nghề như chính trị, ngoại giao. Về mặt tình cảm, với tính cách có phần hơi kiệm lời, người này thường rất ít bày tỏ tình cảm thông qua lời nói. Thay vào đó thì họ sẽ hành động thực tế. Đây được xem là ưu điểm của họ trong mắt người bạn đời của mình. Và cũng nhờ đặc điểm đặc biệt này mà cuộc sống hôn nhân gia đình của người sinh năm 1973 thường rất hạnh phúc và êm ấm. Vận mệnh cuộc đời của người tuổi Quý Sửu được biến đổi qua từng giai đoạn khác nhau, theo đó mà may mắn, hung hạn của bản mệnh cũng khác nhau. Từ 20 đến 25 tuổi, 20 tuổi, nhiều điều tốt đẹp, tình cảm dồi dào, đường tình duyên có phần tốt. 21 tuổi, năm này kỵ đi xa, công việc bình thường. 22 tuổi, năm này có hạnh tài, hay có nhiều hy vọng về công danh nghề nghiệp. 23 tuổi năm xấu, kỵ đi xa và có hao tài lộc. 24 tuổi khá tốt, phần công danh và sự nghiệp có nhiều kết quả tốt đẹp. 25 tuổi năm toàn vẹn, làm ăn được khá. Từ 26 đến 30 tuổi, 26 tuổi hy vọng thành công về công việc dự tính, nên đi xa hay làm ăn lớn tốt. 27 và 28, hai năm này bạn nên đem hết khả năng của mình làm việc ra, sẽ có kết quả tốt đẹp về phần tài lộc lẫn công danh. 29 và 30 tuổi, năm 29 kỷ tháng 6 âm lịch, có đau bệnh, hao tài. Năm 30 tuổi thì kỷ tháng 5, có đại hạn. Từ 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi có triển vọng, phát đạt về công danh, sự nghiệp vững chắc, danh vọng có tăm tiến. 32 và 33 tuổi, khá tốt, nhưng năm 33 tuổi hơi xấu vào những tháng cuối năm, kỵ đi xa, có hao tài hay đau bệnh bất ngờ. 34 và 35 tuổi, hay và nhiều tốt đẹp, nên cẩn thận về việc làm ăn. Từ 36 đến 40 tuổi, 36 tuổi, năm này không được tốt lắm, việc làm ăn chỉ ở mức trung bình. 37 và 38 tuổi, hai năm này có phần phát đạt tột độ về tiền bạc, nhưng gia đình có phần suy yếu về tình cảm và bổn mạng. 39 và 40 tuổi, hai năm này nên lo việc gia đình tốt hơn, không nên làm ăn lớn hay đi xa có hại.
từ 41 đến 45 tuổi. 41 tuổi khá hay về vấn đề con cái và phần tài lộc tốt đẹp. 42 và 43 tuổi, hai năm này xung kỵ, tuổi có đau bệnh. 42 xung kỵ tháng 10. 43 tuổi, xung kỵ tháng 9 âm lịch. 44 và 45 tuổi, hai năm này việc làm trung bình. Từ 46 đến 50 tuổi, khoảng thời gian này có phần tốt đẹp về tiền bạc, tình cảm gia đình yên vui, phần con cái có nhiều tốt đẹp về tài lộc, bổn mạng vững chắc, không có việc gì quan trọng xảy ra trong thời gian này. Từ 51 đến 54 tuổi, trừ năm 53 tuổi có xung kỵ vào mùa đông, ngoài ra những năm khác vào tháng khác bình thường, bổn mạng vững vàng. Từ 54 đến 56 tuổi, 54 tuổi có đau bệnh nhỏ, năm này cũng khó làm ăn, kỵ vào tháng 9 tháng 10, coi chừng bệnh hoạn. Năm 55 tuổi, dược được dễ dàng, nhất là những tháng 4, tháng 5 và tháng 6 âm lịch tài lộc nhiều. 56 tuổi hay đẹp, tinh thần vững mạnh, cuộc sống lên cao, có thể giữ được thân thể bình thường. Từ 56 đến 60 tuổi, 56 tuổi tình trạng sức khỏe yếu kém, tài lộc hao hụt, có hao tài tốn của trong năm này. 57 tuổi, không được may mắn lắm về cá nhân, cũng như về tiền bạc, kỵ nhất là tháng 8. 58 tuổi là năm dưỡng phát, nhưng gặp năm xung kỵ mùa đông. 59 và 60 tuổi, nếu dược được qua khỏi tình trạng bệnh hoạn, sức khỏe thì sống trường thọ. Ngày tháng năm sinh và giờ sinh có ý nghĩa thiêng liêng và vô cùng quan trọng đối với bất kỳ ai. Theo thuật xem tử vi thì những người tuổi Quý Sửu sinh vào ngày giờ tháng khác nhau sẽ có tính cách và vận mệnh khác nhau. Sau đây là luận giải tử vi về tháng sinh, ngày sinh và giờ sinh của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tử vi tuổi Quý Sửu theo tháng sinh. Tháng giêng sinh tháng này thường không phải lo lắng về vấn đề cơm ăn áo mặc, thường là người có tài năng nên khá được trọng dụng, có vận số tốt, con đường công danh rộng mở, tình duyên thuận lợi. Tháng 2 là người hoạt bát, yêu thích khám phá những điều mới lạ và thú vị, thích đi du lịch khắp nơi, không chịu được tịch mịch và bị quản chế, là những người khá liều lĩnh và hay làm theo ý mình, trong cuộc đời gặp phải nhiều trắc trở và phản đối. Tháng 3 là người thông minh và có tính tự lập cao, trong cuộc sống gặp phải nhiều trắc trở, con đường tình duyên không thuận lợi, nhưng lại khá vui vẻ và họ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tháng 4 là người có năng lực nhưng không được trọng dụng, trong cuộc sống có nhiều chuyện buồn phiền, hay phải lo lắng về kế sinh nhai. Sức khỏe không tốt, thường hay mắc một số bệnh thông thường. Tháng 5, cuộc sống nhiều thăng trầm lúc lên lúc xuống, tính cách mạnh mẽ, kiên định, dù khó khăn vẫn quyết theo đuổi ước mơ. Những người này ban đầu tuy vất vả, nhưng sau cũng được đền bù xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tháng 6 là người học rộng, biết nhiều, được nhiều người kính ngưỡng, trong cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, sau kết hôn gia đình hạnh phúc, con hiếu thảo, vợ hoặc chồng mang lại may mắn về sự nghiệp cho người kia. Tháng 7 thông minh, giỏi giang và có hiểu biết, sinh ra trong một gia đình có truyền thống, nên đây là những người được nuôi dạy rất kỹ lưỡng, sự nghiệp được người thân trải sẵn thảm đỏ, nên chỉ cần cứ thế mà đi thôi. Sau kết hôn cuộc sống sẽ rất thuận lợi, về già được hưởng hạnh phúc bên con cháu và người thân. Tháng 8 là người khéo léo trong cách ứng xử, có tài năng, chín chắn, cẩn trọng và biết suy nghĩ chu toàn, nên rất thành công trong công việc, nhưng cũng cần chú ý tới sức khỏe bản thân nhiều hơn. Ngoài ra, dễ mắc phải một số bệnh về xương cốt. Tháng 9 là người thông minh, tài giỏi, có chí hướng, những người này danh vọng rất cao. Nếu tham gia vào giới chính trị thì sẽ gặt hái được rất nhiều thành công và cả danh tiếng, vận số rất tốt, cuộc đời ít phiền muộn và có vận may về con cái. Tháng 10 sinh tháng này thì người có vận số lúc lên lúc xuống, gặp nhiều khó khăn, sự nghiệp ban đầu vất vả, gặp nhiều cản trở từ nhiều phía, nhưng sau đó nỗ lực đã được đền đáp, đạt được nhiều thành tựu. Tháng 11 có năng lực nhưng tham vọng quá lớn, trong công việc thường không thuận lợi vì có quá nhiều đòi hỏi không thiết thực, tính cách tự cao nên không được lòng mọi người xung quanh, vận số cũng bình thường, không có gì nổi bật. Tháng 12 không có ý chí phấn đấu vươn lên, làm người không kiên định và thiếu quyết đoán, nên làm việc gì cũng không thành, cuộc sống khó khăn và nhiều vất vả. Tử vi tuổi Quý Sửu theo ngày sinh.
ngày Tý. Những người này sinh ra trong gia đình khá tốt, được cha mẹ hết lòng yêu thương, nên cuộc sống vui vẻ và không có nhiều suy nghĩ. Trong công việc khá thuận lợi, được lòng nhiều người, nên chú ý hơn tới sức khỏe bản thân. Ngày Sửu là những người đặc biệt may mắn, ăn ở có phúc, nên khi gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Trong cuộc sống nhiều điều vui vẻ, có phúc về con cái. Ngày Dần, cuộc sống với nhiều lo toan, bộn bề tính toán, nên những người này tính cách thường không tốt, hay quát tháo và khá nóng nảy. Tuy nhiên, lại rất may mắn trong con đường tình duyên, cuộc sống cũng tốt đẹp hơn sau khi kết hôn. Ngày Mão, tính cách nóng nảy, không biết suy nghĩ thiệt hơn, nên thường thất bại trong cuộc sống, trong công việc không thuận lợi, nảy sinh nhiều vấn đề mâu thuẫn. Ngày Thìn, có năng lực, ý chí, biết phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, nên gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp, đường tình duyên thuận lợi, về già cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên con cháu. Ngày Tỵ, đây là những người có tài, nhạy bén trong đời sống lẫn công việc, luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao. Họ thân thiện, dễ gần gũi nên có khá nhiều bạn bè, tính cách hay giúp đỡ người khác, nên cẩn thận trọng, kẻo giúp phải kẻ xấu tiền mất tật mang. Ngày Ngọ, thường nhiệt tình và không hay tính toán thiệt hơn, nên có nhiều bạn bè thân thiết, trong cuộc sống cũng rất thuận lợi, nếu gặp phải khó khăn thì đều có người giúp đỡ, có vận may về tài chính. Ngày Mùi, người này tính cách tính toán chi li, hay so bì thiệt hơn, tuy giàu có nhưng lại keo kiệt, trong cuộc sống gặp phải nhiều chuyện không may. Ngày Thân, người này tính cách phóng khoáng, hào sảng, thích lo chuyện bao đồng, trong cuộc sống gia đình không thuận lợi, thường xuyên xảy ra tranh cãi. Ngày Dậu, ăn ở tốt, nên khi khó khăn được người khác giúp đỡ, trong sự nghiệp khá thành công và gặp nhiều may mắn. Ngày Tuất, người này lúc nhỏ chịu nhiều vất vả, nhưng có ý chí phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp, nếu theo nghiệp buôn bán sẽ rất phát triển. Ngày Hợi, tính cách không kiên định, thiếu quyết đoán nên thường không mấy thuận lợi, trong công việc hay trong cuộc sống thường xuyên gặp phải nhiều vấn đề khó giải quyết, sức khỏe cũng không tốt, chú ý tới các bệnh về đường tiêu hóa. Tử vi tuổi Quý Sửu theo giờ sinh. Sinh giờ Tý, đây thường là những người thân thiện, hòa đồng, trong cuộc sống họ cũng biết cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương của mình đối với người khác, chính vì vậy nên họ được rất nhiều người yêu quý. Tình duyên của họ khá tốt, sau hôn nhân cuộc sống gặp nhiều may mắn, hưởng phúc con cái. Sinh giờ Sửu, những người này thường rất tài giỏi và có năng lực, tính cách hiền lành, ít nói và khá nhút nhát, theo nghiệp văn sẽ rất thành công nếu như sự nghiệp viết lách. Tuy vậy, nhưng đường tình duyên lại không mấy thuận lợi, hay gặp nhiều cản trở từ phía gia đình. Sinh giờ Dần, đây là những người mạnh mẽ, trọng tình cảm và nghĩa khí, họ rất sẵn lòng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Do sống có phúc nên được quý nhân giúp đỡ, trong công việc lẫn cuộc sống, tuy đôi lúc gặp phải khó khăn, nhưng đều được giải quyết ổn thỏa. Sinh giờ Mão, những người này tính cách cố chấp và cứng đầu, nên rất thích tự chủ và làm theo ý của bản thân, đôi lúc vì những hành động vô ý của mình mà khiến người khác cảm thấy buồn phiền và thất vọng. Những người này thường có xu hướng đặt sự nghiệp lên trên tất cả, rất cố gắng nên đạt được khá nhiều thành tựu. Sinh giờ Thìn, những người này thường rất tự tin vào bản thân mình, họ có tài ăn nói và rất hiểu ý người khác, có tài năng nhưng lại không gặp thời. Trong cuộc sống thường khá vất vả và gặp phải nhiều chuyện không vui, cần chú ý tới các mối quan hệ xung quanh, đề phòng có người cản trở. Sinh giờ Tỵ, tuổi Quý Sửu sinh giờ Tỵ thường có vận số may mắn do hợp con giáp, trong công việc cũng rất thuận lợi. Đường công danh rộng mở, có vận số tốt về mặt tài chính, tình duyên tốt, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, sau hôn nhân có nhiều các mối quan hệ trong xã hội. Tuy nhiên cần chú ý để phòng kẻo bị đâm sau lưng. Sinh giờ Ngọ, là những người có vẻ ngoài đẹp, tính cách thân thiện dễ gần, giỏi ăn nói, nên được nhiều người chào đón khi xuất hiện, luôn trở thành tiêu điểm của đám đông, con đường tình duyên khá trắc trở, vì có số đào hoa, tính cách hay thay đổi, nên mãi vẫn chưa tìm được người hợp ý. Sinh giờ Mùi, những người giờ Mùi tính cách không chín chắn, lại khá tự ti, nên trong công việc thường không quyết đoán và khó có được những thành tựu, vận số khá lênh đênh, trong cuộc sống gặp nhiều khó khăn, không có vận may về con cái, chú ý tới hành động, lời nói,
để không bị vướng phải những rắc rối. Sinh giờ Thân, đây là những người có năng lực và tài giỏi, vận số rất tốt, nhận được nhiều sự giúp đỡ từ gia đình và người thân, trong công việc thường thuận lợi, sự nghiệp phát triển có nhiều cơ hội thăng tiến. Cuộc sống sau hôn nhân hạnh phúc, gia đình thuận hòa và vui vẻ, đầm ấm. Sinh giờ Dậu, có tài năng nhưng không gặp thời, trong cuộc đời gặp phải nhiều kẻ tồi tệ, nên cuộc sống khá vất vả và cực nhọc, tuy vậy nhưng họ lại có vận may về già. Sinh giờ Tuất, người này có số vất vả, phải rời quê nhà đi làm ăn xa thì sự nghiệp mới phát triển, đường tình duyên lận đận và không may mắn. Sinh giờ Hợi, những người này thường mạnh mẽ và có sức khỏe tốt, là người có trách nhiệm và có tấm lòng cao cả, vận số của họ cũng khá vất vả, trong cuộc đời nhiều lần gặp phải nguy hiểm, nhưng danh tiếng lại rất tốt, được nhiều người kính trọng. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi về năm sự thật chấn động, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, bước qua vận hạn, đón thời giàu sang, tài lộc viên mãn, hưởng phúc lớn khi về già. Minh Đường tử vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.